Thì như tôi đã nói trong cái phần đầu tiên, có lẽ là cái phần lịch sử vấn đề về chủ quyền, xác lập chủ quyền, rồi cả cái vấn đề về trạm khí tượng, hay là phần tóm lược cái hiện trạng mà chiếm giữ ở trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ngày nay, thì cũng đã phát thảo ra những cái nét lớn như vậy. Thì ban tổ chức là có gửi cho tôi một số câu hỏi ở đây. Ở đây tôi cũng cho hỏi có một cái bạn tên là bạn Phát Nguyễn, bạn hỏi là tại sao từ thời chủ Nguyễn đã khám phá ra bài cạc vàng nhưng mà đến thời vua Minh Mạng mới đặt chủ quyền về bản đồ. Thì như tôi biết, các bạn biết cái tài liệu đầu tiên mà về về cái bài cạc vàng đó là một cái toàn tập Thiên Nam Tử Chí Lô Đồ Thư. Và trong cái lời nói đầu á, của cái này á, thì họ có nói là cái bản này được làm tất vào năm 1786, và trong đó là có khen vẽ ghi ba chữ nôm là bài cạc vàng. Và sau đó chúng ta gặp rất nhiều rải rác trên các cái bản đồ khác, từ thời chủ Nguyễn cho đến là thời Gia Long, thì có rất nhiều cái bản đồ, thì có điều chú thích địa danh bài cạc vàng bằng chữ nôm với rất nhiều cái kiểu viết khác nhau, vì chữ nôm là một cái kiểu chữ mà chúng ta dùng cái chữ Hán để tạo ra, và tùy theo vùng miền, tùy theo cái thế kỷ 17, 18, 19 mà họ có cái cách phiên âm khác nhau và tạo chữ khác nhau. Vì vậy mà chữ nôm mãi cho tới sau này, tức là chúng ta thấy cái tài liệu đầu tiên mà nhắc tới cái tên là Trường Sa, Đại Trường Sa, đó là cái quyển sách của nhà bác học Lê Quý Đôn, Phục biên tạp lục. Và sau đó thì chúng ta thấy đã được xuất hiện trên một cái bản đồ chính thức của thời vua Minh Mạng là Đại Nam Nhất Thống Quang Đồ, thì đã ghi rõ là hai cái chữ là Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa. Thì đến lúc này mới vua Minh Mạng mới cho vẽ bản đồ. Thì như mọi người biết là từ thời Gia Long mới bắt đầu cử người đi đo đạc. Và hồi nãy là tiến sĩ Nguyễn Nhạc đã có nói một điều là thời Gia Long là đưa thủy quân đi ra, và tôi cũng xin bổ sung thêm cái thời các chúa Nguyễn thì cái lực lượng đội Hoàng Sa là nó mang một cái đội, nó không phải là quân đội mà nó là một cái lực lượng mà chúa Nguyễn cho người đi ra đó để thu nhặt các cái hóa vật của các cái tàu đắm ở trên bị dạt vào các cái đảo mà sau này người ta biết đó là các cái thể địa lý nằm trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa là chủ yếu, và đem cái đó về tháng 3 đi tháng 8 đem về. Và từ từ như vậy thì người ta mới nhận thức, người ta mới quá trình đi vô đi ra rất nhiều lần, người ta mới biết thêm hòn này hòn nọ, hoặc nói giống như ông Lê Quý Đôn bắt đầu phải đến, và từ từ thì người ta mới biết thêm các cái đảo. Thì những các đội Hoàng Sa dưới thời của chúa Nguyễn, sau này kể cả thêm đội Bắc Hải, thì đó là những cái đội hoạt động kinh tế trên biển chứ nó không phải là quân đội. Và đến đầu thời nhà Nguyễn, sau khi mà vua Gia Long lên ngôi, thì vua Gia Long mới là kết hợp thủy quân đi cùng với đội Hoàng Sa, tái lập lại đội Hoàng Sa và đưa thủy quân và đưa thêm các cái lực lượng ở trong cái cơ quan của triều đình nhà Nguyễn coi về thiên tượng, coi về địa hình, đi ra mà họ dùng một cái chữ là đi đo đạc hải trình và cắm cột mốc, rồi lúc đó mới vẽ bản đồ. Còn cái việc tuyên bố chủ quyền thì đã được tuyên bố vào năm 1816. Chúng ta có thể đọc được cái vấn đề này trong các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, mà cái quyển đầu tiên được đề cập cái quyển này là cái quyển Michel của ông Seignot, Jean-Baptiste Seignot, là cái quyển Memoir de Huế. Thì ông đã nhắc lại cái câu chuyện đó, và tôi đã đếm được trong 150 tài liệu bằng 7 thứ tiếng mà tôi tìm được ở Thư viện Quốc hội Mỹ, thì có tới 52 tài liệu nhắc tới sự kiện này bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thế thì điều đó để tôi có thể nói với các bạn là cái quá trình khám phá ra cho đến lúc mà chiếm hữu nó, rồi xác lập chủ quyền, sau đó mới bắt đầu tiến hành đo đạc về bản đồ, là một quá trình dài, từ thế kỷ 18 cho đến giữa thế kỷ 19, chứ không phải ngày một ngày hai mà có thể làm được một cái công việc đồ sộ rất như vậy. Nhất là Hoàng Sa và Trường Sa thì nó nằm ở vùng hai xi, vùng biển sâu, cách xa đất liền, nó không phải là các đảo cứng dương như chúng ta đang thấy. Thì đó là một số ý kiến tôi đã lời ngắn gọn. Bây giờ xin mời các bạn có ai hỏi thì thể hiện ở trên màn hình để tôi biết, để tôi có thể mời tham gia ý kiến. Hello, mời, xin mời. Xin giới thiệu là mình là tên là Tăng.
Mình là một một người mà được quan tâm tới các cái vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề biển đảo. Xin mời anh hỏi. Thì em có một câu hỏi là em đã theo dõi rất là nhiều cái vấn đề về quá khứ của Việt Nam về vấn đề chủ quyền, ví dụ như là vấn đề Hoàng Sa năm 1974 hoặc là vấn đề về Trường Sa năm 1988. Thì tất cả những cái vấn đề đó đều là quá khứ. Thì em có một câu hỏi, đó là hiện tại bây giờ thì Trung Quốc đang là dùng những cái sức mạnh về quân sự và chính trị để mà gọi là ô bế Việt Nam, để mà giành những cái quyền kiểm soát ở trên các cái vùng biển trên Biển Đông. Thì về phương diện của một người Việt Nam mà yêu nước và luôn luôn là muốn hướng về Biển Đông để mà bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam, tại vì cái đó là cái tương lai của Việt Nam, mình không thể nào mình có thể là đánh đổi những cái đặc quyền đặc lợi nào đó hoặc là một cái sự ô bế nào đó để mà đổi lấy cái chủ quyền của một quốc gia của mình, một quốc gia mà gọi là quốc gia mà gọi là 90% là hướng biển. Cái sự thịnh vượng của mình nó phụ thuộc vào cái chủ quyền của mình ở trên Biển Đông. Thì ở đây thì những cái gì quá khứ đã xảy ra rồi thì em không có đề cập tới, tại vì cái đó là thuộc về lịch sử. Những cái nó đã xảy ra rồi, mình không thể nào mà làm thay được nó. Nhưng mà ở đây em muốn đề cập tới một cái vấn đề, đó là cái tương lai. Cái tương lai thì người Việt Nam mình phải làm cái gì? Chính phủ Việt Nam đấy, những người yêu nước phải làm cái gì? Và mình phải có cái chiến lược như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề ở Biển Đông ở trong tương lai, mà cái vấn đề đó là nó quyết định cái tương lai của nước Việt của mình đó, là quyết định cái tương lai của Việt Nam mình là có thịnh vượng hay không, thì là phụ thuộc vào những cái chính sách và những cái dự đoán, những cái chiến lược ở trong tương lai. Thì cái câu hỏi đặt ra ở em ở đây là mình là các diễn giả cho em một cái ý kiến là về tương lai thì người Việt mình phải làm gì? Người Việt mình phải làm gì? Ở đây em không đề cập tới vấn đề là chiến tranh, tại vì cái đó thì là cái giải pháp cuối cùng rồi. Em muốn đề cập tới một cái giải pháp hòa bình, làm sao để mình có thể cân bằng được các cái lợi ích trong quan hệ quốc tế, và mình vẫn có thể đấu tranh để mà giành lại cái chủ quyền của mình, những cái chủ quyền đã mất cũng như những cái chủ quyền mà mình đang nắm giữ ở trong tay. Xin mời tiến sĩ Ngọc Nhã trả lời câu hỏi này. Tôi có viết một cái công trình nghiên cứu về bản chất Việt, tìm những mặt mạnh của Việt Nam để Việt Nam trở thành cường quốc biển. Mà theo tôi đó, chỉ khi nào làm cường quốc biển đó thì mới hy vọng giữ lại những cái gì còn lại ở Trường Sa, và một ngày nào đó có thể lấy lại Hoàng Sa. Tức là, và tôi đã xây dựng một cái quỹ gọi là Quỹ Văn hóa Giáo dục Hán Nguyên Nguyễn Nhá, có 3 mục tiêu. Thứ nhất là đại hòa. Những người mà hiện bây giờ đang chống đối với nhau bây giờ phải hòa để mà cùng nhau cứu nước và xây dựng cái quốc đạo, tức là thờ quốc tổ anh hùng dân tộc, anh hùng của mình đó, để tổ tiên của mình đó, để trở về nguồn đó, đại hòa mới dễ. Và từ đó đó thì xây dựng Việt Nam thành cường quốc biển. Và tôi đã có đề nghị rằng là một cái chương trình, nghĩa là 5 chương trình cùng nhau, nhưng mà cái một trong cái chương trình mà theo tôi là rất quan trọng, đó là cùng nhau xây dựng ngàn thanh niên thế kỷ 21, mỗi người một quế hoạch nhỏ để góp phần Việt Nam thành cường quốc biển. Thì cũng xin nói rằng là hiện giờ đã học trò của tôi mới bắt đầu làm cái thư viện Hán Nguyên Nguyễn Nhá đó, thì mới được kiểm kê như vậy là cái tủ sách về Hoàng Sa, Trường Sa, và có khoảng 300 tài liệu, trong đó có tài liệu của anh Trần Đức Kinh Sơn đấy. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cho học trò nó phổ biến những cái tài liệu, nhất là những cái tài liệu nào mà quan trọng về Hoàng Sa, Trường Sa đó,
và nhất là để thanh niên làm sao đó cho là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề chất men yêu nước. Khi mà có chất men yêu nước rồi đó thì mình cố gắng để xây dựng đất nước trở thành cường quốc như tôi vừa nói. Xin cảm ơn ý kiến trả lời của tiến sĩ Nguyễn Nhã. Không biết là bạn Tăng, bạn đã vừa ý chưa? Thì có lẽ chúng ta sẽ trao đổi thêm. Ở đây tôi có thấy bác Trương Nhân Tuấn ở Pháp. Bác là một người nghiên cứu rất là kỹ về vấn đề pháp lý. Và tôi thấy bạn đang có trao đổi với một số bạn thông qua cái chatbot. Thì xin hỏi bạn là bạn có ý kiến hoặc bạn có bật micro lên để có thể trao đổi thêm một vài vấn đề liên quan cái tính pháp lý trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở tại đây được không ạ? Thì theo ý kiến của những diễn giả vừa phát biểu ở đây, giả sử như của chị Nguyễn Thanh Bình nói về những cái dữ kiện đã góp nhặt từ thời Pháp thuộc, mà lúc đó thời Pháp đó họ có xây dựng những cái trạm thời tiết và họ có ghi nhận những cái dữ kiện thời tiết ở cái vùng hoàng đảo Trường Sa. Thì đó là những cái dữ kiện đó có thể đóng góp vào cái hồ sơ chủ quyền của Việt Nam ở tại quần đảo Hoàng Sa. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là Việt Nam ngày hôm nay nè, cái nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ngày hôm nay nè, mình có làm cái thủ tục để mà kế thừa cái di sản của thực dân Pháp để lại hay không? Tại vì mình đâu phải là mình nói mình như hồi nãy có một bạn có viết vài dòng ghi trên đây thì nói là việc Cộng hòa xã hội Việt Nam là một quốc gia mới, cho nên mình có thể làm một cái tab là rise, tức là mình xóa hết, xù hết tất cả những cái hiệp ước, những cái công ước mình đã ký, mà cái nhà nước tiền nhiệm, tức là Việt Nam Cộng hòa hay là quốc gia Việt Nam hay là triều nhà Nguyễn ký kết với những cái quốc gia khác. Chúng ta nên nhớ là trong quan hệ quốc gia nó có một cái nguyên tắc có đó là cái sự liên tục quốc gia, tức là một quốc gia tiền nhiệm, thí dụ như Triều Nguyễn ký một hiệp ước với Đại Pháp, nếu mà cái quốc gia kế nhiệm Triều Nguyễn, tức là quốc gia Việt Nam đó, mà không có những cái tuyên bố là có kế thừa hay là không có kế thừa, hay là lựa chọn những cái vấn đề nào để kế thừa, thì những cái hành vi đó là nó có thể gây hiệu ứng ngược lại, làm hại cho cái quyền của quốc gia kế nhiệm. Thì trở lại cái vấn đề là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì mình không nói cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè. Khi mình nói đó là một nhà nước mới thì đó là không đúng, là tại vì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đã có tuyên bố trước Liên Hợp Quốc là quốc gia tiếp nối Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mình không nói thể nói đó là một cái quốc gia mới, một cái nhà nước mới. Cái điều thứ hai nữa, một câu bạn hồi nãy nói về vấn đề cái vai trò của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Theo tôi nghĩ á, trong cái vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa mà nhà nước Bảo hộ Pháp để lại cho Việt Nam mình, nó có hai vấn đề trong đó. Mình kế thừa chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa từ nhà nước Bảo hộ Pháp với tư cách nào? Chúng ta nên biết là Hoàng Sa, nhà nước Bảo hộ Pháp gọi là chiếm hữu cái Hoàng Sa, tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa với tư cách là một cái nhà nước bảo hộ đế quốc nhà Nguyễn, tức là Pháp nhìn nhận cái Hoàng Sa và Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam trước rồi, nhưng mà ở Trường Sa là Pháp sáp nhập về Việt Nam với cái danh nghĩa là khám phá một lãnh thổ vô chủ, tức là cái thủ tục kế thừa giữa Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình đóng cái dấu ngoặc đó, mình trở lại cái vấn đề nãy mình nói về cái Mặt trận Giải phóng miền Nam. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì có lập luận nói là một cách tự động Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ kế thừa Hoàng Sa và Trường Sa. Hồi nãy tôi có nói mình làm thế nào mà mình có thể kế thừa một cái đã bị mất đi.
mình chỉ có thể kế thừa cái danh nghĩa đó mà thôi. Đó là tôi nói tại Hoàng Sa, mình Việt Nam Cộng Hòa đã làm mất rồi, nhưng mà mình không thể để làm mất nếu mà mình luôn mở miệng mình nói, mình khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, mình cứ liên tục mình khẳng định thì cái yêu sách của mình nó vẫn còn được người ta ghi nhận, phải không? Nhưng mà nếu mà mình vĩnh vào cái mình nói là mặt trận giải phóng miền Nam đã kế thừa rồi, là cái chính phủ miền Nam Việt Nam đã kế thừa rồi, đó là không đúng. Mình làm sao mình có thể kế thừa một cái đã không còn nữa? Mình chỉ có thể kế thừa cái mà người ta đang có thôi. Bây giờ mình phải làm sao kế thừa cái danh nghĩa, phải không? Mình trong khi đó thì mặt trận giải phóng miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều do một đảng lãnh đạo, thì làm sao mình có thể mình thuyết phục được dư luận quốc tế, nhất là Trung Quốc là một cái kẻ khai sinh ra mặt trận giải phóng miền Nam, làm sao họ không biết những cái chi tiết đó? Anh tưởng mình nói về vấn đề kế thừa, mình nói cái vấn đề liên tục quốc gia và vấn đề kế thừa để mà khẳng định cái tính liên tục quốc gia là hai cái chuyện rất là cần thiết. Nếu mình không làm được hai cái chuyện đó là mình tất cả những cái hồ sơ về lịch sử, về này kia gọi nó như công trình của bác Nguyễn Nhã sẽ là giả tràng. Nếu mình không khẳng định được hai cái chuyện đó là mình không có làm được cái gì hết. Cái điều hiển nhiên mình thấy ngày hôm nay, cái tai hại đó ngày hôm nay là Trung Quốc họ có gửi một cái công hàm lên Liên Hợp Quốc vào năm 2021, vào tháng 3, tháng 4 gì đó, không nhớ, ngày 27 tháng 3 hay tháng 4 gì đó, thì trong đó nói Việt Nam đã bị mất tố quyền là tại vì Việt Nam đã có một cái công hàm ghi nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa, đó là công hàm 108 của Phạm Văn Đồng. Thì có nhiều người nói Việt Nam chỉ công nhận về hai hải lý thôi. Thì tôi thấy thì mình cũng không có thể thuyết phục được người ta. Khi mà mình nhìn nhận cái công hàm đó chỉ có ghi nhận 12 hải lý hải phận trên các vùng lãnh thổ của Trung Quốc, ven biển của Trung Quốc, thì mình đã nhìn nhận hiệu lực cái công hàm đó rồi. Nhưng mà mình khi mà mình phải đi ngược thời gian, khi mà mình công nhận vào cái thời điểm năm 1958, lúc đó là 12 hải lý, nhưng mà tới bây giờ thì nó sau năm 1952 thì nó có cái công ước về luật biển, thì nó một cái quốc gia nó có khả năng, nó có quyền, chứ không phải có khả năng là mở rộng cái vùng lãnh hải của họ lên thành cái vùng kinh tế độc quyền đến 200 hải lý. Khi mà mình nhìn nhận 12 hải lý đó, của Trung Quốc rồi, ở các vùng lãnh thổ của Trung Quốc rồi, là mình nhìn nhận cái hiệu lực cái công hàm đó rồi. Theo lẽ mình không có nhìn nhận, mình nói cái đó đơn thuần không có giá trị, phải không? Bây giờ mình nói, nếu mình cứ nói hoài này là có thể mình nói cho tới chiều luôn. Thôi tôi xin cảm ơn các bạn và tôi xin trả lại cái micro cho anh Trần Đức Anh Sơ. Tôi cũng cảm ơn là các bạn cho tôi phép tôi phát biểu. Xin cảm ơn ý kiến của bác Trương Nhân Tuấn. Tôi có đọc rất nhiều bài của bác và tôi có rất nhiều điểm mà rất là trăn trở giống như bác, nhất là cái bài bác viết cho cái hội thảo ở tại Huế cùng với thầy của tôi là giáo sư Tào Văn Tài. Hai cái bài rất là xuất sắc xung quanh cái vấn đề mà tỉnh kế thừa và tỉnh liên tục này và có liên quan tới công hàm Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên thì công hàm Phạm Văn Đồng thì đã có rất nhiều cách giải thích, kể cả các học giả quốc tế và người ta dựa vào đó trong cái bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, trong cái bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ và trong các cái quy định mà nó có trước khi công ước Liên Hợp Quốc luật biển ra đời thì người ta phản biện được. Cái thứ hai là người ta dựa vào cái vai trò của ông Phạm Văn Đồng và người đứng đầu chính phủ, mà lúc bây giờ hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì không trao cái quyền đó cho thủ tướng, mà quyền đó là thuộc về chủ tịch nước và quốc hội. Thế cho nên người ta cũng đã có nhiều cái phản biện, thì chúng ta có thể trở lại cái vấn đề này trong một diễn đàn khác. Tôi cũng từ chỗ nghiên cứu lịch sử chủ quyền, tôi bây giờ tôi cũng muốn tập trung nghiên cứu về vấn đề về pháp lý để chúng ta xem được cái hồ sơ chứng lý của Việt Nam nó có sức nặng đến đâu, có thể sức thuyết phục đến đâu. Thì đấy là cái mà tôi đang làm, và tôi cũng đang rất nhờ rất nhiều những người ở nước ngoài, những người bạn trẻ có bạn già, có như trẻ như Phạm Ngọc Minh Trang, là lớn tuổi như là thầy Tào Văn Tài hoặc là Nguyễn Mạnh Hùng, hoặc là tôi đọc các bài của bác Tuấn để mà học hỏi kinh nghiệm để chúng ta có thể có ý thêm cái này. Xin chào tất cả mọi người. Thì có lẽ
Dạ, cháu là người học chức trong mà ở meeting ở đây, thì cháu cũng xin đặt câu hỏi là liệu Việt Nam trong tương lai thì có bằng giải pháp hòa bình hay là quân sự có thể lấy kiểm soát lại đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa hay không? Và câu hỏi thứ hai là cũng không liên quan mấy đến câu hỏi thứ nhất là thì như mọi người đã biết thì hiện tại chúng ta cũng đang tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo cho trẻ em đó, thì mình cũng có hai cuộc hải chiến với ở Hoàng Sa và năm 1974 và Trường Sa, thì vì sao bộ để tuyên truyền có thể rộng rãi hơn và giúp các em học sinh có thể ý thức hơn về chủ quyền biển đảo, thì vì sao mình không đưa hai cuộc chiến này vào sách giáo khoa? Cháu xin hiểu. Giáo sư Phan Huy Lê đó cũng đã có lần nói rằng là nên đem cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa đó vào sách giáo khoa. Và tôi cũng đã từng nói rằng là Hoàng Sa, Trường Sa là chất men yêu nước. Nếu đưa mà giảng dạy về Hoàng Sa, Trường Sa thì chất men yêu nước đó sẽ khởi sắc đi đến các giới trẻ. Và tôi nghĩ rằng là đến lúc nào đó, đến lúc nào đó là thuận lợi đó, thì Bộ Giáo dục Nhà nước nó sẽ làm như giáo sư Phan Huy Lê đề nghị. Và tôi nghĩ rằng là sẽ ngày không xa đâu, bởi vì cái sự mà tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam thì nó quá rõ rồi, và người Việt Nam của chúng ta thì cũng đã biết rõ rồi. Nhưng mà cho giới trẻ như thế nào đó thì tôi nghĩ rằng là cái Bộ Giáo dục là sau này đó là phải lo đấy. Đấy, tôi chỉ có ý kiến như vậy. Thì tôi xin tiếp theo cái phần trả lời câu hỏi của bạn. Quan điểm của tôi là vấn đề này cần phải được đưa vào sách giáo khoa, không phải chỉ là cái cuộc khải chiến Hoàng Sa năm 1974, mà cả cái cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc theo những cách gọi của hiện nay, mà tôi thì nói thẳng đó là cuộc chiến đấu chống lại Trung Quốc xâm lược tháng 2 năm 79. Và tôi được biết thầy của tôi là giáo sư Vũ Dương Ninh cũng đã nói là soạn phải 23 trang để đưa vô vào sách giáo khoa, nhưng mà bộ dục của ông Phạm Vũ Luận, tất nhiên ông Luận ông cũng thể mùa tái trong bì được, ông phải có cấp trên chỉ đạo, cho nên ông chỉ cho vô có 11 dòng, thành ra nó cũng đủ thiếu vào đâu cả trong sách giáo khoa. Còn cái vấn đề gạc ma Trần Hải Chiến năm 1988 ngày 14 tháng 3 thì đến bây giờ thì vẫn rất là lặng lẽ. Cách đây mấy ngày, tức là đúng vào ngày đó, thì tôi có đưa cái clip của Việt Nam VN Express làm vào năm 2016, thì họ đặt một cái tựa đề luôn là Trần Hải Chiến gạc ma, một cái Trần Hải Chiến bị lãng quên. Nó lãng quên vì rất nhiều cái lý do khách quan và chủ quan mà những người như chúng ta không biết được, vì nó thuộc vào cái tâm của lãnh đạo quốc gia. Thì tôi, anh nhà thì anh cho rằng đến một lúc nào đó thì sẽ có một sự thay đổi, và tôi cho rằng là thời thay đổi đó là phải từ bây giờ, quá trễ rồi, chứ không phải là đến lúc nào đó nữa. Là bởi vì cái lớp 6 này họ không hiểu gì cả. Chúng ta xem trong những cái clip đó, chúng ta thấy hỏi cả người già, cả người trẻ, thì chỉ có hai bạn trả lời là có search trên Google mới được biết, còn các bạn còn lại thì cũng biết. Và tôi có viết trên Facebook của tôi vào ngày 17 tháng 2, tôi hỏi một người ngồi bàn 10 người ăn cơm với tôi trong một cái bữa tiệc đầu năm, thì có 9 người là trả lời không biết ngày 17 tháng 2 là ngày gì, và có 2 người trong 9 người đó thì nói có phải là ngày mà Trung Quốc đánh gạc má không ăn. Mà những người này đều là những người mà gọi là trưởng thành, có học có hành, quan chức cũng có. Thì tôi thấy đó là một điều rất là đau buồn và rất là thiệt thòi. Và điều này nó dẫn đến một cái câu chuyện mà chúng ta nói đến lúc mà câu hỏi của bạn ở câu số 1
là đến lúc nào thì chúng ta có thể giành lại được Hoàng Sa. Thì tôi thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói luôn là giao luôn cho thế hệ sau rồi, có nghĩa là thế hệ này thì chắc là cũng có cửa để mà làm. Về mặt quân sự thì Trung Quốc họ quá mạnh, mà chúng ta thì cũng không thể mà đồng minh để giành lại cái công việc để cải chuyện đó được, để tương quan lực lượng, vì trong bối cảnh quan quốc tế hiện nay còn chờ giải pháp hòa bình. Thì đến bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị hồ sơ, nghe nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà những việc khi mô để kiện thì tôi thấy cũng là tương lai là vẫn còn rất là mờ mịt thực sự. Mặc dù là người yêu nước, và tôi cả bạn thấy hôm nay trên cái áo tôi mặc ở đây có cái câu rất là rõ: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, và cái nằm ở dưới, nghĩa là tôi luôn luôn khẳng định như vậy. Nhưng mà cái niềm tin Hoàng Sa còn ở lại Việt Nam hay không thì tôi thấy là, đối với tôi là tôi thấy mờ mịt. Tôi xin trả lời về bạn câu hỏi là như vậy.